chào quý vị nha, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong một video tiếp theo. Hôm nay về Nha Trang, những ngày giáp Tết. Hôm nay là buổi sáng ngày 27 tháng Chạp âm lịch quý vị, và ngày 6 tháng 2 năm 2024. Khu này là chợ ga của xã Vĩnh Thạnh quý vị, là cây số 5 này. Đường phố quá là nhộn nhịp, chợ rồi mọi người đi chợ cuối năm rất là đông đúc. Cái đường này là làm chợ cho nên là lúc nào cũng kẹt xe vậy thôi, giờ cao điểm hay bị kẹt xe, đằng hai chiếc ô tô té nắm đánh nhau là hết đường đi rồi. Màu vàng rực rỡ rồi, màu mai do cúc là màu rất là đẹp.
chơi không? Nó lâu tàn.
đẹp lắm. Ngoài với Giáng Long, ngày mai cũng năm cánh rồi, cho nghĩ là ngày mai.